Hi, xin chào mọi người. Thì video ngày hôm nay Di sẽ hướng dẫn mọi người đi giao đồ ăn và nhận nhiệm vụ của Thủy Vương nhé. Ban đầu mọi người sẽ đi nhận nhiệm vụ bội thu và tới quầy làm đồ ăn. Món này thì mọi người nên coi cá hồi sẵn để làm cho nhanh nha. Nấu xong rồi thì mọi người quay lại nhận quà và tiếp tục nhận nhiệm vụ giao đồ ăn. Bây giờ mình sẽ đi giao đồ ăn đến cho Thủy Vương. Giao xong rồi mình sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ của Thủy Vương tại đây. Vẫn là nấu ăn nên mình sẽ quay lại quầy. Mang món mình vừa nấu đến Thủy Vương, vậy là đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Chúc mọi người làm nhiệm vụ vui vẻ nhé. Chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.